Xin kính chào quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung. Vâng, hôm nay ngày 26 tháng 5 năm 2020 tại chợ ô tô miền Bắc, địa chỉ ở km 47 quốc lộ 10 Quang Trung An Lão, Hải Phòng. Vâng, Đức Trung xin đăng bán một cái mẫu xe, đó là chiếc Kia Forte có cái lớp sơn là màu mận chín và sản xuất năm 2010. Vâng, chiếc xe này thì được trang bị hộp số tự động, la răng đúc, phanh đĩa, gương kính chỉnh điện, có xi nhan bo rẽ trên gương. Và đặc biệt là cái dòng xe này thì là một chiếc xe nhập khẩu, cho nên là xe thì rất là chất, nó hoàn toàn chất lượng cao hơn những cái dòng xe mà lắp ráp ở trong nước rất là nhiều. Và quý anh chị các bạn là ưng cái mẫu xe này thì hãy gọi điện trực tiếp cho Đức Trung hoặc kết bạn qua Zalo số 0965 951 955. Quý anh chị các bạn mới xem video lần đầu thì hãy bấm nút đăng ký ủng hộ cho Đức Trung và cũng cập nhật luôn được tất cả các mẫu xe cũng như là cái giá xe mà bên Đức Trung đang chào bán. Vâng, chiếc Kia Forte này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 345 triệu. Vâng, chỉ với 345 triệu quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, số tự động, màu mận chín và trang bị rất nhiều các cái chức năng an toàn. Xe thì form dáng rất là đẹp, sơn xi sạch sẽ, sơn zin. Vâng, đôi chỗ thì cũng gọi là túp tát tí cho nó đẹp thôi. Xe còn rất là chuẩn. Vâng, xe thì được mang biển của thành phố Hải Phòng. Toàn bộ các cái tem mác cũng như là tất cả các cái option của xe cực kỳ đẹp. Đây là một cái phần ngoại thất của xe. Cái xe thì trang bị cảm biến cảnh báo va chạm từ phía sau, nó có camera lùi. Tất cả các cái chức năng an toàn thì AB phanh ABS, cân bằng điện tử, vâng, có túi khí an toàn. Quý anh chị các bạn mua về sử dụng thì cực kỳ là yên tâm. Vâng, 345 triệu là có ngay một cái mẫu xe form dáng đẹp, an toàn, hiện đại, màu sắc thì cũng rất là yêu luôn. Trang bị la răng đúc này, vành đĩa 4 bánh, lốp láp thì còn rất là đẹp, sơn xi sạch sẽ, sáng bóng, tay cửa ốp chrome. Đây là cái phần gầm xe nhé. Và cái tôn vỏ của xe thì hoàn toàn là không bị mục mọt, không bị móp méo. Vâng, mua về sử dụng rất là yên tâm. Và đặc biệt là cái dòng xe này thì không taxi dịch vụ nhé. Đây nên cái phần nội thất của nó rất là đẹp. Trang bị ghế da màu đen, ghế da cao cấp nhé. Phần táp lô, táp ly cũng như là keo chỉ zin hết. Vâng, đây, cái phần da sần cực kỳ đẹp luôn, nội thất sạch sẽ, cam kết không một lỗi nhỏ. Quý anh chị các bạn là ưng cái mẫu xe này thì hãy gọi điện cho Đức Trung số 0965 951 955. Vâng, đây là cái cánh đằng sau ở bên phụ, toàn bộ các cái chi tiết móc khóa, sơn nhựa, keo chỉ, gioăng, kính. Và kính xe thì đã được dán phim cách nhiệt, các cái da sần, móc cửa, phím lên xuống kính, rất đẹp luôn. Và vẫn là zin hết, từ cái móc khóa cho đến hệ thống hạn chế cửa, bản lề dây điện, đinh bấm kèo cột. Vâng, zin hết, cam kết là không đâm đụng, không ngập nước. Quý anh chị các bạn mua về thì cũng đã sẵn sử dụng. Vâng, đây là cái cánh đằng trước ở bên phụ, keo chỉ, phần sơn nhựa, vách lỉ, các cái tay móc khóa, phím lên xuống kính, hệ thống táp lô nhé. Vâng, túi khí da sần rất là đẹp. Vâng, túi khí an toàn cho người ngồi bên phụ. Vâng, được trang bị rất nhiều các cái chức năng an toàn, ghế da cao cấp.
Vâng, đây là cái cánh đằng trước ở bên lái này. Phần da sần ít sử dụng cho nên là nó không bị nhẵn, không bị mòn. Nội thất này màu đen. Rất nhiều các cái chức năng vô lăng tích hợp các cái phím bấm. Toàn bộ cái phần vô lăng cũng như là phím còi. Để động cơ thì đã nổ, đây nhẹ cái là nổ luôn. Ga thì rất ngọt ngào, tay lái nhẹ nhàng. Tắp ly thì rất là sạch sẽ. Phím bấm tích hợp ở trên vô lăng và có túi khí. Đầu CD nguyên bản điều hòa auto. Rất nhiều các cái trang thiết bị và đặc biệt là cái vô lăng này ít sử dụng cho nên là rất là đẹp. Cổ số khá là mới và số tự động. Đấy, có cả xây ghế cho hai cái ghế phía trước. Các cái phanh tay, hộp thì tay còn rất đẹp nhé. Phanh tay thì chưa hề có cái dấu hiệu bị mòn. Đấy, và cái màn hình báo lùi đấy, camera lùi rất là sắc nét, tích hợp ở trên cái gương. Hệ thống gạt nước cũng như là phun nước rửa kính hoạt động đầy đủ. Và có cửa sổ trời nhé. Vâng, cửa sổ lock đấy ạ. Thì quý anh chị các bạn là cảm thấy ý thì có thể mở cái cửa sổ lock này ra. Toàn bộ các cái trang thiết bị trên xe hoạt động rất là tốt. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, giờ ta sẽ khám phá cái khoang động cơ của chiếc Kia Forte. Vâng, đây là toàn bộ cái trang thiết bị cũng như là cái lắp capo của cái chiếc Kia Forte sản xuất năm 2010. Các cái mui tôn dập, hệ thống phụ giảm xóc, các cái hộp tai, hệ thống giằng đầu, cho đến các cái hộp điện, hệ thống bình ắc quy, các cái trang thiết bị trên xe, cái da động cơ thì còn rất là mới. Và xe thì được trang bị khối động cơ 1.6, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 7 lít trên 100 cây. Động cơ đang hoạt động, máy nổ rất là êm luôn, khô ráo sạch sẽ, bằng nó chỉ có một chút bụi bẩn nó bám vào. Và cái dòng xe nhập khẩu này thì máy móc của nó cực kỳ bền bỉ và nó ổn định rất là cao. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã giới thiệu tới quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Kia Forte được sản xuất năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, số tự động, bằng cửa lock, trang thiết bị ABS, túi khí an toàn. Vâng, cái mẫu xe trên thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 345 triệu. Vâng, chỉ với 345 triệu là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Kia Forte rất là đẹp. Vâng, Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các cái video lần sau.